Chào tất cả anh em nha, hôm nay mình lên con đinh hiêu phòng vuông phân gõ búa mạ vàng, tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là mới, cực kỳ mới luôn á. Anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video giúp mình nha. Còn tình trạng còn đẹp trên 95% nha, các cạnh rất là bóng đẹp, không có bị cứng dâm gì hết á. Vân gõ búa nước vàng còn rất là sáng đẹp nha, các góc cạnh là sáng đẹp, không có cấn móp. Sáng đẹp, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Con này còn rất là đẹp, cái hộp nó hơi xấu một chút, tại cái hộp đời của nó gậy, nó để lâu năm mà, mấy chục năm rồi, hộp nó hơi xấu một chút. Rồi mình kết thúc video ở đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau, bye bye.